Vâng, xin chào tất cả anh chị nhé. Trong video hôm nay thì mục đích đó là em muốn chia sẻ và hướng dẫn tới anh chị chi tiết cách để chúng ta sử dụng da ven tẩy chuyên cho đồ trắng. Trên video mọi người đang thấy đây là một chiếc gối này. Chiếc gối này rất là phổ thông với mỗi gia đình khi mà trong quá trình sử dụng này sẽ có như là cái vết ố vàng này, vết mốc đen này. Đấy, vậy thì để xử lý được những cái gối như này mà trở lên trắng phau thì chúng ta sử dụng những cái dòng sản phẩm gì? Thì trong quá trình khi mà gửi xuống setup một cái mô hình tiệm giặt sấy công nghiệp thì bên em thường cung cấp những cái đồ chuyên dụng dùng trong giặt là về chất tẩy, về nước giặt, nước xả và những phụ kiện kèm theo để giúp anh chị có thể xử lý loại bỏ được những cái vết bẩn trên gối này. Thì anh chị cùng xem hết video nhé. Ở đây đó là một căn da ven 30 lít. Đấy, anh chị có thể thấy này, về cái dòng sản phẩm đây là da ven chuyên dụng dùng trong giặt là công nghiệp. Và tiếp theo đây là bột trợ giặt Osanic mà bên em đã cung cấp sẵn này. Đấy. Và tiếp theo ở đây những phụ kiện kèm theo em đã chuẩn bị sẵn đó là da ven công nghiệp này. Tiếp theo em đã rót sẵn ở đây đó là tỉ lệ nước. Vậy thì khi anh chị làm về giặt sấy công nghiệp thì anh chị xử lý những cái này, anh chị pha cho em theo công thức đó là 1 phần da ven kết hợp với 3 phần nước thường. Anh chị pha vào với nhau. Đấy, em sẽ đổ trực tiếp vào nhá. Đấy, mình sẽ đổ trực tiếp vào này. Đổ trực tiếp vào và anh chị lưu ý cho em đó là trong quá trình sử dụng là chúng ta đeo bằng găng tay bảo hộ và chúng ta đeo khẩu trang. Và ở đây đó là bột trợ giặt Osanic. Thì tùy thuộc vào cái lượng đồ chúng ta nhiều ít và tỷ lệ nước chúng ta sẽ nhúng cho thêm một chút về cái bột trợ tẩy Osanic này theo tỷ lệ tầm khoảng đó là 1 lít tầm khoảng 5 gram bột này anh chị nhá. Anh chị cho thêm vào này. Đấy, và anh chị có thể dùng thêm đó là chổi sơn này để chúng ta hòa cái dung dịch này ra nhé. Tại cái mùi nó rất là lồng cho nên là khi mà sử dụng anh chị lưu ý cho em đó là đeo khẩu trang. Đấy, sau khi mà đã pha hòa tan được một cái hàm lượng dung dịch như thế này rồi thì anh chị sẽ quét trực tiếp cái dung dịch lên cái bề mặt gối. Và anh chị lưu ý cho em, đối với những cái gối này ấy, chúng ta sẽ có hai hình thức xử lý. Một là chúng ta có thể bóc. Đây, nếu như cái đồ này nó chúng ta có như này, có khóa này, chúng ta lưu ý này, chúng ta sẽ bóc ruột ra, bỏ ruột ra anh chị nhé. Đây, em sẽ chia sẻ với anh chị cách để chúng ta làm luôn. Đây ạ, chúng ta sẽ lột ra thì chúng ta sẽ còn lại đó là vỏ. Cái vỏ này thì chúng ta có thể là ngâm, chúng ta giặt, thì ra là cái chi phí cho một mẻ xử lý chúng ta sẽ hạn chế tối đa có thể. Đấy, anh chị lưu ý cho em nhá. Chúng ta sẽ cho trực tiếp luôn vào này. Hoặc là anh chị lưu ý nhá, chúng ta có thể quét này. Anh chị có thể cảm nhận luôn về cái chất tẩy này. Chúng ta quét này. Chúng ta quét tới đâu thì đồ nó sẽ trắng tới đó luôn. Dạ dạ. Chúng ta quét tới đâu chúng ta sẽ xử lý tới đó này. Theo tỷ lệ. Anh chị có thấy sự khác biệt không ạ? Đây là kết quả khi mà chúng ta vừa mới sử dụng cái tỷ lệ cũng như là công thức sản phẩm để xử lý anh chị nhá. Có sự khác biệt hoàn toàn luôn. Đây ạ. Bởi vì khi mà chúng ta đã lột ra rồi thì chúng ta có thể cho trực tiếp cái vỏ này vào trong chậu luôn này. Chúng ta cho trực tiếp trong chậu luôn. Anh chị cùng chờ đón cái kết quả nhé. Khi mà chúng ta đã xử lý và sử dụng cái công thức pha tỷ lệ chuẩn rồi ấy, thì cái hiệu quả, cái kết quả mang lại thì nó rất là nhanh và hiệu quả rất là cao. Đây, chỉ xong trong tầm khoảng chưa đến 1 phút thôi là chiếc vỏ gối của chúng ta đã được loại bỏ hoàn toàn vết mốc và chiếc vỏ gối đã trắng tinh hoàn toàn.